sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa của ngày hôm nay và phần suy niệm lời Chúa của Linh mục Giuse Lăng Kinh Luân thuộc dòng truyền giáo Thánh Carolo Scalabrini. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa thứ ba, lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ kính, với chủ đề Người môn đệ Chúa yêu. Và giờ đây xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Madalena chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu. Bà nói: người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu. Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó và khăn che mặt để trên phía đầu người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào, ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ và chủ đề chúng ta suy niệm hôm nay đó là người môn đệ Chúa yêu. Thì điểm nổi bật nhất trong những người đến mộ Chúa Giêsu hôm nay sau khi Ngài sống lại là Thánh Gioan Tông Đồ. Chúng ta thấy tin mừng tường thuật ba người hôm nay đến mộ. Thì trước tiên là bà Maria Madalena, bà đến mộ Chúa, bà thấy mộ trống nhưng bà không biết rằng Chúa đã sống lại. Rồi đến Thánh Phêrô cũng đến mộ, ông thấy mộ trống nhưng cũng không biết rằng Chúa đã sống lại. Chỉ có mình Thánh Gioan Tông Đồ khi thấy mộ trống, ông đã tin rằng Chúa đã sống lại. Thì qua điều đó cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa những người đến mộ Chúa hôm nay và thấy sự khác biệt giữa người môn đệ Chúa yêu và những môn đệ khác. Theo như các nhà chú giải kinh thánh, thì Thánh Gioan Tông Đồ tin Chúa đã sống lại là vì Ngài có một mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu hơn các môn đệ khác. Hôm nay, khi nghe Maria Madalena báo tin Chúa không còn trong mộ, ông tức tốc chạy đến mộ Chúa. Ông chạy mà Thánh Phêrô không theo kịp. Thì điều đó cho thấy tình cảm của thánh nhân dành cho Chúa Giêsu. Rồi đến bức hình trong bữa tiệc ly, người môn đệ Chúa yêu ngồi cạnh Chúa và gần Chúa nhất. Rồi trước khi Chúa chịu chết trên thập giá, thì cũng chỉ có một mình Thánh Gioan là môn đệ duy nhất của Chúa Giêsu thì chứng kiến tất cả mọi sự xảy ra trước khi Chúa chết. Còn các môn đệ khác chạy trốn hết. Và chúng ta còn thấy Ngài còn được Chúa Giêsu giao cho Đức Mẹ chăm sóc. Chừng ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy Thánh Gioan là người môn đệ Chúa yêu nhất, là người môn đệ gần Chúa nhất. Và như thế nên ông có thể cảm nghiệm được hình bóng và sự hiện diện của Chúa Giêsu sau khi Chúa sống lại. Và để rồi khi thấy ngôi mộ trống của Chúa, ông đã thấy và đã tin.
Thì qua tin mừng hôm nay, thì một lần nữa thì mời gọi tất cả chúng ta hãy theo gương Thánh Gioan Tông Đồ. Đó là thiết lập cái mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Bởi vì chỉ có tương quan mật thiết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới hiểu được Ngài, mới nhận ra được sự hiện diện của Ngài. Và chúng ta cũng có mới lòng can đảm để đem Ngài, để đem Chúa đến cho mọi người. Và cũng chỉ có mối tương quan mật thiết với Chúa thì chúng ta mới hiểu Chúa yêu chúng ta dường nào. Và cũng chỉ chúng ta hiểu được Chúa yêu chúng ta dường nào thì chúng ta mới yêu Chúa hết lòng, hết sức lực và hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình được. Cho nên chúng ta hôm nay được mời gọi hãy bước theo gương Thánh Gioan Tông Đồ là sống hết lòng vì Chúa, rồi chúng ta sẽ được Chúa thương. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.